Dậy dậy dậy, ba hồn chính với vĩnh dậy dậy. Làm gì vậy má? Giờ này mày còn dài lưng ra đó mày nằm mày ngủ nữa hả? Con biết rồi. Trời ơi, chợ nó sắp giảng rồi mà giờ nó nói là từ từ nó dậy. Rồi lấy khách đâu mà mày chở? Con biết rồi. Lẹ lên. Trời 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 trật à. Qua lại thơm quá má ơi. Khi nào đi bán vậy má? Mùng 10 bán là vừa con. Khi nào bán má sẽ nhắc. Dạ. Con đi mần. Má ở nhà cẩn thận nghe. Rồi trưa có về ăn cơm không? Để má biết má nấu cơm. Thôi con cơm bến luôn. Con đi nghe má. Ừ. Chạy xe cẩn thận nghe không? Dạ con biết rồi. Chú ba, chuyến cuối cho chú. Vâng, chuyến cuối rồi cậu ạ. Dạ, cảm ơn chú. Chị ơi, đi sao không chị? Chị canh kia chạy đâu hớt hả vậy? Ngã xe tôi nè. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thôi được rồi, dừng rồi. Thằng Vĩnh dài phải không? Tao tèo anh nè, nhớ tao không? Mày đâu ra vậy? Vợ tao đẻ, bây giờ tao phải đi thăm bà nè. Hèn chi chạy hớt hải à. Xe sắp chạy rồi, chú qua đi không chú ơi? Dạ. Tao đi nha. Ừ mà con Miền đẻ con cho mày đó, mày biết chưa? Nhanh lên chú ơi. Dạ. Miền à. Ê, cái vụ sinh con là giỡn hay chơi vậy mày? Tao mới gặp nó năm ngoái. Nó dạy trường mẫu với anh Đào gần làm anh tét á. Sao tao với Miền lại có con được? Sao mình với Miền lại có con được?
đường. Tao nói được nó không nói. Nó dậy thì bỏ giá nào rồi nó thấy quá. Sao tao với mày nó không được? Của tao dài hơn. Tao mới dài. Tao dài hơn mày đó mày. Tao dài hơn 2 thước 7. Mày mà dài cái gì? Ờ, của tao mới dài nhất nè, tao dài hơn 2 thước 7 kìa. Ê, dẫu vô. Tụi gái tới kìa. Cái gì? Cái gì? Kìa. Ê, Tao anh, giúp tao cho anh. Nhìn mấy chiếc thuyền giấy này giống như là một đám cưới nhỏ trên sông vậy đó. Ừ. Ủa mà mấy bông hoa dừa Vinh lấy ở đâu vậy? Vinh hái gần chừng mẫu gió anh đào á. Tới mùa ra bông rồi. Vậy hả? Mà Vinh tính học cấp 3 xong Vinh làm cái gì? Thì học đại học ở trên tỉnh. Học xong Vinh về giúp bà con sứ cầm thi này. Ừ. Sứ cầm thi? Ừ. Mình không biết hả? Ngày xưa vua Nguyễn Ánh chạy giặc ngang sông này. Lúc ông còn ở trên thuyền rồng đi dạo trên sông, nhìn thấy một cặp vợ chồng. Người vợ đánh đàn, người chồng thì ngâm thơ. Ông thấy cảnh đẹp quá nên đặt cớ xứ mình là Cầm Thi, riết rồi bà con á đọc trải thành Cần Thơ luôn á. Còn Miền, Miền học xong Miền làm gì? Thì Miền cũng học đại học. Miền tính là Miền làm cô giáo. Vì hai đứa mình cùng học đại học trên tỉnh nha. Từ từ. Về. Sao bà lo chuyện bao đồng quá vậy? Tôi bỏ nó là chuyện của tôi, mắc mới gì tới bà. Nè, mày cách tính á là tao giả cho mặt mày không năm. Mày ác á thì mày ác vừa phải thôi nghe. Tôi mệt bà quá à. Bà thích thì bà lo cho nó đi. Đó, cái nhà hai miệng ăn lo còn không đủ, bà đặt lo chuyện tào lao. Cái con quỷ mà. Ủa, con nói trưa không về mà. Xe con bị hư nên con về sớm. Rồi sao hôm nay qua nhà ông cậu Út cho ông sửa đi. Có mà đi làm. Dạ, để một chút con đi. À mà má, hồi nãy má cãi nhau gì với dì Năm vậy? Ui, con khùng đó, hơi đâu mày để ý. Nó đem cái thằng nhỏ, nó quăng ở ngoài cánh đồng á. Tao thấy tội quá, tao đem về nhà nuôi. Rồi nó qua đây á, nó quậy sùm lên hà. Ủa, con qua hả má? Không phải, con chó nhà nó mới đẻ. Rồi nó nuôi không nổi, đem nó viện. Má để trong góc nhà kìa. Thank you.
Nói gì thương má ơi. Mà mày á cũng lo lấy vợ đi nha con. Thôi, con lo con còn không nổi, lấy gì mà con nuôi vợ hả má? Nhìn thấy mày đi ra đi vô mình ên, má thấy má xót. Ờ mà má. Gì? Má, má có nhớ Miền không má? Tao già rồi bé ơi, lúc nhớ lúc quên. Lâu nay không có qua lại bà con ở xứ mình đâu. Dạ. Nè anh ơi, kiếm ai vậy? Dạ, dạ bác. Cô Miền của ít ra ngoài lắm, trừ khi đi chợ thôi. Mà bây giờ cổ đâu hả bác? Nhà cổ ở cuối dãy hành lang á, ngay sát mép đường luôn. Mà chắc con của Miền cũng lớn rồi hả bác? 6-7 tuổi gì rồi, trời nuôi thằng nhỏ mạnh cùi cùi à. Mà nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng tội cổ. Lúc trước tới đây nó đi dạy nè, nghe đồn nó chữ quan. Ông hiệu trưởng không có cho đi dạy, mà nhờ má nó năn nỉ quá ông thấy ông thương, cho nên ông mới cho nó đi dạy lúc mà sinh xong. Rồi mà hai mẹ con mới ở trong cái nhà tập thể dành cho giáo viên đó. Năm ngoái bà mẹ bà mất, con Miền nó mới một mình nuôi con. Thiệt tình không biết cái thằng nào làm cho con người ta có bầu rồi bỏ đi biệt xứ luôn vậy hả? Vĩnh, Vĩnh có thích con nít không? Nghe thấy đã ớn rồi. À.
Dù trong mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù trong mây hay cho bão tố. Sao khuya rồi không vô ngủ con? Con không ngủ được. Từ chiều mày về là tao thấy trong lòng mày có chuyện buồn rồi. Sao má biết? Má là má của con, sao má lại không biết? Má hiểu con, còn hơn mấy cái bông hoa lại mà má xỏ nữa. Má còn nhớ tiệm gạo cũ của nhà mình không? Nhớ chứ. Cũng vì cái tiệm gạo đó mà con lỡ chuyện học hành. Ba mày á, mà ổng còn sống á, ổng cũng không muốn mày lỡ chuyện học hành đâu. Má, con cảm thấy có lỗi quá. Sống trên đời không ai tự mình cho là mình có lỗi hết. Mà nếu như mình có lỗi á, thì phải biết sửa lỗi, phải biết bù đắp cho người ta. Đừng có để sống á mà phải rây rứt, sống á mà ân hận. Khó, khó lắm má ơi. Chưa dễ quá thì đâu còn gọi là cuộc đời nữa. Mà thôi, má đi vô ngủ trước đây. Má, con muốn học lại đại học. Ừ, con học đại học cũng được. Nhưng mà trước tiên con hãy làm cái chuyện á mà con cho là đúng, là quan trọng trước. Nghe con. Dạ, con hiểu rồi. Để nói tiếp chương trình, xin mời quý khán thính giả lắng nghe ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua do ca sĩ Phạm Hùng Phước trình bày. Bài hát Lòng Bà Tàng của bạn Thanh Duy gửi đến các bạn ngoại dân Diễn Nhi, Phi Diễn, Minh Sơn cùng tập thể lớp 11C. Đồng thời lời quà tặng của bạn Lê Giang gửi đến các bạn Cao Bằng, Xuân Lý, Quang Lê, Trung Hiếu và Ngọc Linh với thông điệp chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc vui nhé. Và xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe bài hát. Mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nhau. Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh? Về quê anh đi em à, vùng ngoại ô cách rất xa ba mẹ anh. Ngày xưa cùng ở đây, đồi xanh thơm mát những lá trà, trong lành hát những khúc ca hương chiều quê. Nghe lúa thơm tình ta, anh sẽ xây ta một căn nhà, trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá. Bên bờ sông nhà đom đóm lung linh màn đêm yên bình, ta dạo thuyền quanh đom đóm bay thật nhanh. Rồi khi hoàng hôn em với ta ra ngoài hiên nhìn trời mây em, cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà, bật lên tình ca ngô thủy miên đôi ta thường nghe. Với ai nào ta cùng xoay la la la, xoay theo điệu van, xoay cha cha cha, da da đi.
da 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 di da. Anh Vĩnh, mời anh vào nhà. Bên kia đồi nỗi buồn ơi, thời gian sẽ lành.